Ngày 28 tháng 7, nguồn tin của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, bà Lê Thu Vân, sinh năm 1957, ngụ thành phố Cần Thơ, là em gái ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, đã ra đầu thú tại Công an phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 27 tháng 7. Phía công an địa phương đã lập hồ sơ và báo Công an tỉnh Long An về sự việc. Thời điểm đầu thú, bà Lê Thu Vân sức khỏe yếu. Hiện Công an tỉnh Long An đã cử cán bộ tiếp nhận, di lý bà về địa phương để xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, ngày 10 tháng 5, bà Lê Thu Vân bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Lê Thu Vân được cho là người có vai trò giúp sức tích cực và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với ông Lê Tùng Vân cùng đồng phạm. Tuy nhiên, bà này đã bỏ trốn và đi đâu không rõ. Trước đó, vào ngày 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên bản án sơ thẩm đối với 6 đồng phạm của bà Lê Thu Vân. Cụ thể, ông Lê Tùng Vân nhận mức án 5 năm tù, Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995 cùng bị phạt 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên sinh năm 1998, 3,5 năm tù. Cao Thị Cúc sinh năm 1960, lĩnh 3 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự.